Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Vẫn hài rau cũng lội. Thùng lũi nhà Vân thì nhiều lắm, ăn không hết vẫn phải phá bỏ bớt. Cái này để ghê lắm, ô rê nó bo bo dưới đất á, quá trời luôn. Đây phía phía bên này hôm bữa có một nhánh ở dưới đất đây, bây giờ lan nguyên cả cái khu này luôn đây. Lại chỗ này lại dưa leo không? Chưa leo đông bao của Vân bắt đầu ra trái này. Chỗ này dưa gáng với lá bí cùng ra trái luôn. Dưa của Vân này. Quay lại sát cho mọi người thấy. Cầu bá trại dưa này thì mau như này nhưng mà nó đang nón mọi người, được bá trại đầu tiên. Bá trại đầu tiên này mọi người. Giờ bên quả đây bên hải đậu bắp ha. À quên. Đậu rông. Nó nhầm đậu bắp. Đậu bắp ngoài kia cũng có cùng hải đậu thôi. Nhà bên có hai mũi. Xin vẫn ra phía ngoài vẫn hái tiếp ha. Cắt mấy cái bụi hành này luôn. Hành này vẫn cắt được liên tục luôn. Hành này ăn sống cũng ngon luôn. Không hắng vậy.
chọn bụi nào to thì cắt trước. Ngon chưa bạn? Giờ bên này, quả bên này bên hải à. Xanh lách ha. Biết đi con có được cái ớt chuông. Ui, thối rồi. Thối mất trái rồi. Bên quả bên này bên hải xanh lách. Bên này vẫn đang còn xanh lách thái. Chỗ này vẫn làm những cái gian để trồng cà chua mà. Cà chua mua trước có giống. Vườn ươm họ hết hàng. Đang quá giờ lúc này trời mưa. Vẫn chạy vô giờ bớt mưa vẫn là chạy ra. Cái này là xà lách thái mọi người. Ăn thì giòn, nếu mà hơi nhìn đắng. Cái này thỉnh thoảng vẫn mẹ ăn, con cùng hái hái cho chuột. Cái nào non thì ăn, ăn cái nào hơi già để cho chuột ăn. Cái loại xà lách này thì lá nó ra nhiều lắm. Cái này chịu nhiệt rồi lắm mọi người. Vẫn trong ngoài nắng chang chang hai ngày vẫn không tưới héo rù xong khi vẫn tưới lại lên là tưới lại bình thường nó không chết nữa. Mấy cái salad kia thì hai ngày không tưới là hư luôn. Cả cây lên luôn. Cái chỗ này hơi chặt nên khó quay. Ui da. Máy đổ luôn. Vẫn ra phía ngoài này vẫn hái tiếp ha. Bươn lây lồi luôn mọi người. Tốt ghê. Hai ngày hôm bữa vẫn nhổ hết củ đi. Và là trông lại lớp mới này. Giờ là tốt rồi. Mưa quá trong rau cũng khó mọi người. Dập hết á.
Chú vẫn đang mua mứa thì 3 tháng rồi mới hết mua mứa. Khỏe cây đu đủ của nhà Vân ha. Cái này vẫn trồng được hơn 7 tháng đó mọi người. Đó, vẫn phải bọc cái mùng nó lên. Không bọc ra rồi vàng chấm hết luôn mọi người. Vân không biết là đu đủ ruột vàng hay là ruột đỏ. Cái bàn tay của Vân. Đó, cái trái đu đủ bự quá trời luôn. Chừng nào chín thì Vân quay cho mọi người coi ha. Họ kêu lùn nhưng mà cái này cũng chắc cao hơn 2 mét rồi. Vân khoe thành quả sáng hôm nay Vân đi hái cao mứa ha. Đây có cái Vân quay được có cái không á. Tại vì trời mưa nên nó vừa hái xong rồi mưa chạy vô xong rồi là hết mưa là chạy ra. Nên Vân hái được 3 trái dưa leo đâu mua. Ít đầu rồng, hùng lùi, hùng quế, hành, xà lách, bông tơi, đậu bắp. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã coi hết cái video của Vân. Nếu thấy thích thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau.